Xin chào mừng quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Thanh Long của chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những tin tức mới nhất về giá cả thanh long hàng ngày. Giá thanh long lên xuống không ổn định và tùy thuộc vào vườn và lái mà giá cả sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Quý bà con đừng quên theo dõi kênh để nắm bắt cho kịp thời và chính xác. Hy vọng quý bà con sẽ yêu thích kênh của chúng tôi và lan tỏa thông tin đến tất cả mọi người, mọi nơi. Sau đây sẽ là chi tiết bảng giá thanh long của tỉnh Bình Thuận cũng như các tỉnh của khu vực miền Tây. Xin mời quý bà con và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe và theo dõi chi tiết bảng giá như sau. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bỏ đẹp 14.000, 15.000, 16.000 đồng một ký, tương đương 75, 80 và 90%. Bỏ sàn với mức giá 12.000, 13.000, 14.000 đồng một ký, tương đương 75, 80 và 90%. Hàng dạt có mức giá từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 24.000 đồng một ký, loại 2 19.000 đồng một ký, loại 3 14.000 đồng một ký, loại 4 8.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây về vựa có mức giá từ 16.000 đến 17.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng chúng tôi lắng nghe bản tin cũng như đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thấy hay và ý nghĩa hãy cho kênh xin một like, một đăng ký và chia sẻ. Xin trân trọng kính chào quý bà con và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.